Và Thiên Triều xin được kính chào toàn thể quý vị và cũng như là em xin được kính chào chị Hồng Sâm. Trong thời buổi kinh tế rất là khó khăn luôn thì công ty Lexor đã đưa ra những cái promotion để mà hỗ trợ tốt nhất cho quý vị, cho tất cả những cái ghế Pedispa của công ty Lexor hiện tại được giảm ít nhất là 1.000 Mỹ Kim. Wow. Và nếu như quý vị mua kèm với bộ bàn làm tay nữa thì sẽ có thể được giảm đến 1.500 Mỹ Kim. Và ngoài ra là công ty Lexor còn offer free shipping trong nội địa của Hoa Kỳ với những cái đơn hàng nào từ 5.000 Mỹ Kim trở lên. Wow. Yes. Ngoài cái đó ra, cái đặc biệt hơn nữa quý vị, đó là công ty Lexor có chương trình finance. À, có nghĩa là có những chương trình mua trước trả sau, vay tiền với những cái phần lời rất là hấp dẫn. Cho nên quý vị nào mà muốn đầu tư vào một tiệm nail mà mình không có khả năng hết nhiều hết thì mình có thể vay, làm một chương trình vay tiền để mình có thể xây dựng một tiệm nail, kiếm tiền rồi mình trả lại. Mặc dù thí dụ mình có phải trả tiền lời đi thì cái tiền lời đó vẫn là không có nhằm nhò gì với cái số tiền mình có thể kiếm được qua khi mình đầu tư cái tiệm nail. Cho nên nếu quý vị nào có thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào số 1-866-733-4772 để quý vị có thể biết thêm những chi tiết về làm sao để có thể mượn nợ, vay tiền được để làm cho mình có một cái tiệm lớn nè, rồi làm sao có những cái chiếc ghế đẹp và có người phục vụ 24/24 để trả lời cho quý vị những cái câu hỏi thắc mắc mà quý vị có. Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại liên lạc của công ty đó là 1-866-733-4772, hoặc là quý vị có thể vào trang nhà của công ty Lexor là lexor.com để biết thêm những cái thông tin. Và cảm ơn một lần nữa sự tham dự của chị Hồng Sâm, và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.